Ồ sao nhạc vô bi quá vậy? Đầu tiên Phước xin cảm ơn trước đi. Cảm ơn cái tình bạn nó nhẹ nhàng, đơn giản của tụi mình và còn những anh em khác nữa. Đó là điều mà Phước muốn cảm ơn. Bởi vì chúng ta đã đi chung với nhau cũng được 13 năm. Nói chung là đối với những cái tình bạn khác nó sẽ không dài, nhưng mà đối với mình á, thì mình là người ở quê xuống Sài Gòn, ở đây 14 năm mà đã quen biết bạn được 13 năm. Thì đó là một cái mối tình, một cái tình bạn mà Phước nghĩ là Phước để ở đây. Còn về xin lỗi thì Phước nghĩ là Phước cũng không có gì để xin lỗi Tính. Và Tính cũng vậy, Tính dường như cũng chả có làm gì để xin lỗi Phước. Đầu tiên á là cảm ơn, là cảm ơn về những gì mà Phước đã dành cho Hữu Tính cũng như là dành cho anh em của tập thể nhóm Mic Pro. Trong đó là có là cái công sức để mà gìn giữ nhóm, để mà gây dựng nhóm. Đó là công sức của tất cả anh em và có Phước. Và Phước cũng giúp Hữu Tính một phần nào để có được ngày hôm nay. Trong những cái phần thi, trong những cái tác phẩm, trong những cái sản phẩm của mình, giúp rất nhiều. Và cảm ơn Phước về cái tình bạn, về cái sự chân thật, bằng cái sự chân thành khi mà đến với nhau, đến với anh em. Còn xin lỗi thì cũng không biết nữa. Thật ra là nếu mà trong quá trình làm việc có những lúc Tính nóng nảy hay là hay đi trễ thì Tính sẽ xin lỗi Phước, xin lỗi anh em và cố gắng sẽ hoàn thiện mình từng ngày. Vậy Tính ơi, thì thôi Tính xin lỗi liền đi, tại vì cũng hồi nãy Tính có đi trễ đó. Hồi nãy là đi sát giờ. À vậy hả, nhưng xin lỗi đi, cũng đi trễ hơn 10 phút á. 10 phút là chăm trước đó nha. Đi sát giờ. Nói thật ra chứ cái mà Tính cảm ơn á, thật ra Phước nghĩ không cần cảm ơn đâu. Bởi vì đã làm việc cho nhóm, làm với anh em, đó là công sức của tập thể, công sức chung. Mỗi người có sự đóng góp riêng, mà cái đóng góp đó không thể nào mà cân đo đong đếm ra để rồi cảm ơn người này mà không cảm ơn người kia gì. Chúng ta nên cảm ơn nhau, bởi vì chúng ta cùng cố gắng giữ và tạo dựng được cái tình bạn. Cũng giống như là trong công việc chúng ta nên hỗ trợ cho hết mình như vậy. Thì đó là điều đáng quý trong tình bạn thôi, không có gì phải cảm ơn cả. Dạ, vậy anh em mình phải cùng hứa là từ đây sắp tới phải cùng nhau gồng gánh, kéo nhau lên. Sống thì sống chung, chết chịu chung nha. Hùng cái đi mà. Hùng đi, 13 năm rồi chứ Hùng. Hùng đàng hoàng đi. Kỳ quá. Sợ quá, nói ra dạ. Sợ quá, thật sự luôn. Cảm ơn hai người bạn của em. Thật sự thì lúc mà mới đầu hai người đến thì không biết phải nói gì với nhau, nhưng mà thật sự khi ngồi với nhau lại phát hiện ra thì ra có nhiều kỷ niệm như vậy. Đầu tiên là em cảm ơn anh Hữu Tính và Hữu Phước đã tham gia chương trình, và đây là một món quà của chương trình gửi tặng. Mỗi người cái ly cầm đi, đừng cầm cái khay. Đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.